của tớ đây, của em Cam đây. Ui đồ, em Cam vẽ cái gì mà xấu thế này? Nhìn này, tô thì tô ngoài, tô ngoài. Nhìn trông giống như một ly kem ốc quế. Cao cao. Cái này trông hơi xấu. Thế còn của cậu? Và cậu là cái gì đây? Đây làm gì có phải là kem? Đây không phải là kem thì là gì? Tớ ghi là cream pink, đây là gì nữa? Kem màu hồng. Đây là cuộc thi vẽ kem mà. Tại sao cậu lại vẽ hình con cái như thế này? Cậu vẽ như thế này là cậu thua rồi. Thua là thua thế nào? Đây cũng là một cây kem mà. Các cậu không biết à? Chủ đề hôm nay của bọn mình là vẽ cây kem sao cho trông ngon nhất. Thì tớ vẽ cái kem, kem hình con cá. Đúng không em Cang? Em Cang có biết kem hình con cá không? Đấy chưa, sao cậu lại không biết à? Phải kiểu cậu mới trông không giống qua kem ấy. Kem thì nó có phải cái mua cái que cầm cơ thế của chị Trang có giấm đâu. Cậu chả biết thì thôi, bây giờ siêu thị người ta bán nhiều loại kem lắm. Kem có cả trong túi như thế này này, đóng thành chai luôn ấy. Ở siêu thị nó có nhiều loại kem linh tinh như thế à? Đúng rồi. Tớ cũng lâu lắm rồi tớ chưa nhìn thấy mấy cái cây kem nào mà trông nó lạ lạ đấy. Lần đầu tiên tớ nhìn thấy cây kem cậu vẽ đấy. Hay bây giờ thế này đi, ba bọn mình góp tiền vào, xong đi ra siêu thị tìm những cái cây kem mà trông độc lạ nhất, mua về đây thử ăn xem là nó như thế nào, có ngon hơn cây kem mút bình thường không đi. Các cậu ơi, lại đây này, ở đây có rất nhiều kem. Wow, đây còn có cả mấy cái ốc quế này các cậu ơi. Ốc quế này để làm gì vậy nhỉ? Nó là kem chứ gì, cứ mua về đi. Tớ thì nhìn thấy ở dưới có rất nhiều các hộp kem nhiều màu sắc. Ui, ở đây cái tủ kem nó dài ơi là dài, bao nhiêu loại kem luôn này. Đủ các loại luôn, nhìn này, chữ tiếng gì đây, trông lạ quá. Bây giờ bọn mình sẽ tìm những cái loại kem lạ nhất mà. Tìm thôi các cậu ơi. Cái này cũng là kem à? Nhìn trông như một chiếc bánh rán ý. Đúng rồi. Cho vào đây này. Đây. Đây là kem hoa quả. Kem này trông cũng lạ đấy. Mua luôn. Lấy mỗi thứ một cái nào em Cam ơi. Em Cam chọn nhanh nhanh xong đóng cửa tủ lại nhá. Sang bên này này các cậu ơi. Wow. Một dãy tủ dài ơi là dài, bao nhiêu que kem. Có cả cái kem của cậu này. Đúng rồi, kem mà tớ vẽ đấy. Đấy, tớ đã bảo là có loại kem như thế mà. Thế mà lúc đầu cậu lại không tin. Đúng là ở đây, nhiều kem thật, kem gì cũng có luôn. Lấy nhiều vào các cậu ơi. Có cả kem cá này. Bây giờ bọn mình đã mua được rất nhiều các loại kem độc lạ rồi. Thử xem sao nào. Chúng mình hãy cùng thử mở các hộp kem này ra xem ăn có ngon không nhé. Đầu tiên là cho em Cam chọn trước, em Cam thích ăn cái gì. Đây này, cây kem mà giống tớ vẽ đây này. Đấy. Nó đâu ở trong một cái hộp kem như thế này này. Trông này các bạn ơi, nhìn trông như là một cái túi ấy, trông chả giống cái kem gì. Nhưng mà đúng thật, nó khi là kem thật đây này. Còn đây là cây kem mà vừa nãy em Cam vẽ này. Một cây kem ốc quế dài. Còn đây chính là cái kem hình con cá mà tớ vẽ, trông giống không? Để tí nữa sẽ bóc ra ăn nhá. Bây giờ tớ nhìn cái kem này của cậu là lạ nhất này. Thử ăn cái kem này đầu tiên đi, xem cho nó như thế nào này. Thử bóc ra nhá. Cậu bóc cẩn thận đấy, không rơi hết kem của tớ. Vâng. Wow. Bên trong nó là dạng lỏng, các cậu bóp lên nha. Vẫn chưa thấy lên này. À đây rồi cậu ơi. Vị như thế nào em Cam? Thế nào em Cam? Để anh thử ăn thử cái vị nó nào. Wow, đấy các bạn nhìn thấy chưa, kem đang chảy ra này. Thôi ăn nhìn lắm. Vị cái này nó như kiểu là vị sữa bọn mình hòa ra á cậu ạ. Kem này là kem sữa. Kem sữa à? Đúng rồi, chứ không phải là vị hoa quả đâu. Ôi dồi ôi. Đấy, bình thường nếu như mà một người ăn thì ăn như của em Cam này là đúng rồi này. Mình chỉ việc xoáy nắp ra này, xong rồi mình ăn luôn. Khi nào mình ăn no rồi ấy, mình không sợ nó chảy đâu. Mình lại xoáy nắp vào. Bóng mình lại, cho và vào tủ lạnh. Thế là xong. Tiếp bây theo giờ... mình sẽ thử món kem nào nhỉ? Bây giờ chúng mình thử mở cái kem ốc quế này của em Cam đi. Đây, thử mở ra nhá. Ốc quế cao chưa này? Có cả sô-cô-la hay sao? Tớ nhìn thấy màu đen đen này. Cái này mở hơi khó nhá. Đấy. Wow. Ốc quế to, cao. Vị gì vậy em Cam? Ôi trời ơi. Đến được chị, cho chị thử miếng xem nào. Chị thử xem đây nó là vị gì nhá. Vị vani và sô-cô-la các cậu ạ. Ăn rất là ngon luôn. Đây này, ở bên trong hộp nhựa này. Đây nha, chị lấy ra cho để cho các bạn xem. Nó vẫn có cái ốc quế cậu ạ. Đấy. Nhưng mà cầm ốc quế không như thế này rất dễ bị bẩn. Mấy cả bị chảy nước. Đúng rồi, cho nên là người ta mới thiết kế một cái hộp như thế này để cho vào. Cho vào trong này, đấy, cho nó đỡ bẩn. Đang cho anh một miếng nào. Ngon. Vị kem này ăn ngon lắm các cậu ạ. Vị này là vị sô-cô-la cà phê này. Cho chị thử miếng nữa. Nhưng mà cái kem này bình thường mình nhìn quen quá rồi. Bây giờ tớ thích khám phá mấy cái kem mà hình dạng nó đặc biệt thế này. Bây giờ đến loại kem thứ ba đi. Ăn kem nào nhỉ? Ăn kem nào bây giờ em Cam? Kem cá của anh Nhím. Đúng rồi, kem này tớ vẽ nha. Bây giờ bóc ra xem sao nào, nó có giống hệt như tớ vẽ không nào. Bóc ra này, kem
xem hình con cá này, xem nó là chất liệu gì đâu. Ồ, nó trông như một cái bánh luôn rồi các cậu ơi. Kiểu bánh Sorbet các cậu ạ. Nhìn đúng hình con cá luôn. Một cái mắt này, vây này, mồm này, có đủ hết đuôi này. Cái kem này ấy, nó khác với kem bình thường. Kem bình thường thì cái kem nó phủ luôn ở mặt bên ngoài luôn. Nếu mình ăn không nhanh là sẽ bị chảy đúng không? Còn kem, những kem này nó, kem nó ở đâu vậy? Kem nó ở bên trong này này cậu ơi, đấy. Chocolate. Bên trong cũng có hai vị luôn, đúng rồi, một cái màu nâu và một cái màu trắng này này. Đấy, tôi lật cái màu nâu lên đấy, các cậu nhìn thấy chưa? À, không phải sô cô la. Chứ là cái gì? Đây này cậu ơi. Cậu nhìn ở cái vỏ này là hình như là bị mứt, đúng rồi, bị mứt đậu đỏ hay sao ấy. Cái này ấy là mình cứ cầm như này luôn, tay không bị ướt và mình cắn miếng. Như một chiếc bánh mì thế này thì không thể ăn sáng được cậu ạ. Đúng rồi. Cái này ấy, nó có mùi, đúng là mùi đậu cậu ạ, mùi đậu ấy, ăn rất là thơm. À, em Cam ăn cái đuôi con cá, còn anh ăn cái đầu đúng không? Ớ, sẽ ăn phần vây của con cá này. Ủa, em ăn rồi chứ. Chị xin lỗi, ngọt quá, chị không kìm được. Tiếp theo này. Ô cậu ơi, cái này trông như một bát cháo của các bạn nhỏ ấy. Không phải bát cháo, cái này trông như là hộp sữa chua ấy, không phải là kem đâu. À đúng rồi. Nhưng mà ở ngoài thì trông như là cái bánh bao này các cậu ơi. Nhìn như là cái bánh bao luôn. Để bọn mình thử ăn xem sao là cái kem này là như thế nào nhá. Đâu, hồi nãy cậu bóc rồi, bây giờ đến được tớ. Kem này chữ của Hàn Quốc hay Nhật Bản ấy? Đây là chữ của Nhật Bản các cậu ạ. À, đây là kem Yukimi Daifuruku. Từ từ em Cam ơi, không là nó chảy ra bây giờ đâu. Đúng vị của Nhật Bản luôn, làm như một chiếc bánh ấy cậu ạ. Như là cái bánh bao luôn cậu ơi. Wow. Mình vào đây rồi. Đây, để ăn được cái kem này chúng mình sẽ dùng cái thìa này. À, một cái xiên. Em Cam, cái xiên là cái gì đâu? Em Cam phải xiên mạnh vào. Như thế nào vậy em Cam? Vị ngon đấy. Em Cam ăn cái kem nào mà chả ngon. Bây giờ để anh thử cho. Anh nhận xét nha. Bây giờ em ăn cái này mới cho nó đỡ dính vào của em Cam này. Ô, cái kem này cảm giác như nó dẻo dẻo các cậu ạ. Giống như là cái bánh mochi. Ở bên ngoài nó là một cái lớp bánh dẻo này, còn bên trong nó mới là kem đây này. Thế thì vừa nãy em Cam mới ăn được cái mỗi cái lớp bánh bên ngoài, chưa ăn được kem đâu mà đã kêu ngon. Đây, để tớ phải lấy này cả phần bánh này, cả phần kem này. Đấy, đây này, các cậu nhìn thấy chưa? Bên trong này là có kem đấy. Không phải bánh bao. Cái bánh này nó rất hay cậu ạ. Cái vỏ nó mềm lắm, nhưng mà cái kem ấy, đặc biệt là cái kem nó có cái vị gì thơm thơm mà tớ chưa nhận ra được nó là vị gì. Cậu thử ăn ra nào. Cậu nói là tớ tò mò. Tớ phải dùng cái thìa này ăn mới đã. Đấy, khoét đấy, nửa cái bánh như này này. Phải ăn to như thế này thì nó mới dễ nhận biết được là vị gì ở trong cái hộp kem này. Ui trời. Đây kiểu như là bánh kem ấy. Đúng, nó giống như cái kiểu mà bánh cá hồi nãy của cậu ấy. Nhưng mà cái bánh này nó khác cậu ạ. Thế nào? Cậu thấy thế nào? Ăn mấy cái kem vừa hôm nãy thì tôi thấy cái kem này là ngon nhất cậu ạ. Đúng rồi, cái kem này ăn ngon nhất ấy. Cái vị này nó cũng là vị sữa đấy cậu ơi. Để tớ xem nào. Thành phần bột gạo này, sản phẩm sữa bột dầu thực vật này, tinh lòng trắng, cam muối, nhũ hoa. À, tớ đọc ở trong đây nó có vị là siro bắp cậu ơi. Có nghĩa là cái vị của ngô non ấy cậu ạ. Thằng nào nó thơm thật đấy. Bây giờ chúng mình sẽ mở hộp kem nào tiếp theo nhỉ? Cái kem dưa gang này thì mình quen rồi mà. Đây này, có cái kem túi dài dài này. Kem túi này xem nào. Đây, dơ ra như này các bạn nhìn thấy ở cái cây kem này. Vị hoa quả cậu ơi. Kem này em ăn suốt rồi. Hình như đây là kem túi. Đúng rồi. Khi ở đây thì chúng mình sẽ cắt cái đầu này ra. Có hai loại kem túi này. Cái vị này là vị dứa nhá. Đấy, có hình quả dứa này, vị dứa này. Mấy cái kem này chắc là không đặc biệt đâu cậu ạ. Cái này đây là dưa gang. Dưa gang. Cái này là kem que này. Đúng không? Nó có một cái que. Đúng rồi. Thế còn cái hộp này, nữa cậu ơi. Bây giờ ta thử mở cái hộp này xem nhá. Nhìn này, nó ghi là mini. Thế như trong này có những que kem mini thì phải. Bình thường cái kem ốc quế nó sẽ to đùng các cậu ơi. Đây, cái kem bé tí luôn. Còn mình thử bóc ra đi. Đây rồi. Một que kem ốc quế xinh xinh. Em Cam vẫn chưa bóc được này.
bên trên của nó có những cái hạt hạt này như kiểu là hạt lạc hay là hạt óc chó ấy. Vị của cậu hình như là vị sữa hay vị vani gì đó nên nó có màu trắng. Đúng rồi, ăn nó ngậy ngậy mà ở viền viền nó vẫn có sô cô la cậu ơi. Nếu như mình không thích ăn cái cây kem to đùng ấy, bởi vì ăn mỗi lần nó sẽ rất lâu, nó rất nhanh chảy, mình có thể lấy nhiều cái kem nhỏ nhỏ này và ăn cũng rất hay. Là đúng rồi, chúng mình mua hãng này thì sẽ có những các cái que kem nhỏ ấy nhá. Ôi cậu ơi, tớ nhìn thấy ở đây có mấy cái ốc quế này. Ốc quế này bên trong có kem không vậy? Để bóc ra xem nào. Đây kem đây, kem đây. Ô, không có gì cậu ơi. Đây chỉ là một cái ốc quế không thôi. Đúng rồi, bình thường nó phải có kem bên trong chứ. Bên trong cái túi đấy là 4 cái ốc quế. Nhưng mà lại không có kem cậu ơi. Thế này thì gọi gì là kem nhỉ? Hay là người ta quên bỏ kem vào đấy? Thế thì không được, mình phải bắt đèn siêu thị đi. À, tớ nhớ ra rồi. Lúc mà tớ đem mấy cái phong ốc quế này ra ấy, các cô bán hàng bảo là phải lấy thêm một cái hộp kem này nữa. Đây này, hộp kem vani này này. Mở hộp kem này ra. Đấy. Ui giời ơi, tí thì đỏ. Đây, chúng mình sẽ lấy kem này để cho vào bên trong ốc quế này này xong rồi ăn. À, thì ra là vậy. Cái hộp này ấy thì không có túi hay không có cái gì cả. Mình không thể bốc lên mình ăn được. Thế nên là mình sẽ phải cho vào những cái ốc quế này để mình làm thành một cái kem ốc quế, sau đó mình ăn đúng không? Đúng rồi. Được rồi, thế thì bây giờ nhá, tớ sẽ làm nhá. Đây, em kem xúc của em đây. Lấy thìa xúc của em. Còn anh sẽ lấy thìa xúc của anh. Mỗi người xúc một que nhá. Xúc xong mình đổ vào đây này. Wow. À, hóa ra là ăn như vậy à. Ăn như này thú vị đấy. Bây giờ mình mới biết các cậu ạ. Đấy. Wow, xong là mình còn trang trí được cái này luôn đấy. Đấy, đây rồi, đây rồi. Tên, anh đã có một cây kem ốc quế rồi. Em cam xong chưa? Ôi, em cam múc mãi mà vẫn chưa được. Bởi vì em cam vừa múc vừa ăn các cậu ạ. Bây giờ để tôi thử ăn nhá. Vị gì cậu? Đúng vị vani như ở quảng cáo này không? Nhưng mà nó có thêm một cái gì đấy, tớ chưa biết được. Em cam cẩn thận đập nhẹ cho không làm vỡ cái ốc quế đấy. Nhìn thấy ốc quế này rất là giòn nên là nó sẽ ăn cùng với kem nó mới thơm. À. Đưa tớ thử một miếng xem nào, xem ăn có ngon như lời cậu nói không? Đây kem này, ngoài có vị vani ra nó còn có vị đậu nữa cơ ạ. À đúng rồi, đúng rồi. Cái nào tôi thấy ở trên mặt nó có những cái chấm chấm màu đen đen. Chấm đen này. Thế mà lúc đầu tớ lại cứ tưởng mấy cái đấy là bẩn cơ. Tí nữa thì tớ lại đổ cả cái ô kem này đi. Nói chung là hôm nay tớ ăn kem tớ thấy que nào cũng ngon. Nhưng mà ngon nhất vẫn là cái kem mà nó giống cái hộp sữa chua ấy. Bên trong nó là những cái viên bánh tròn tròn ấy, màu trắng ấy. Kem đấy là ngon đúng nhất. Đúng rồi đấy, cái kem đấy là kem ngon nhất luôn. Còn em cam á, vẫn cứ ngồi đây đang múc múc kem này. Vẫn chưa xong à.